Con người ai cũng mang trong mình những tiềm năng vô tận, chẳng qua chúng ta chưa biết cách tận dụng hết những năng lực tuyệt diệu đó mà thôi. Bất kể bạn muốn học điều gì, từ cách giảm cân, bí quyết kiếm tiền, vươn lên làm lãnh đạo hay giữ gìn hạnh phúc gia đình, bạn đều có thể dễ dàng tìm được phương pháp phù hợp. Để đạt được thành công như ta hằng khao khát, chúng ta phải mô phỏng những phương pháp thành công và bắt tay vào hành động để biến ước mơ thành hiện thực. Nếu kết quả ban đầu không được như mong muốn, bạn chỉ cần rút ra bài học kinh nghiệm, thay đổi phương pháp và nỗ lực nhiều hơn để đạt được kết quả như ý. Miễn là bạn không cho phép bản thân mình bỏ cuộc trong suốt chặng đường đi, tôi cam đoan rằng bạn sẽ tiến những bước rất xa tới mục tiêu đã định. Thật quá đơn giản đúng không? Thế thì điều gì ngăn cản đa số người đời hành động và phát huy hết tiềm năng của mình? Đã có bao giờ bạn biết mình phải làm gì, cách thực hiện ra sao nhưng vẫn không theo đuổi tới cùng? Điều gì đang ngăn trở bạn vậy? Nhiều nhân viên bán hàng không thành công vì họ sợ bị khách hàng từ chối. Nhiều người khao khát thành lập doanh nghiệp nhưng không bao giờ thực hiện vì họ nghi ngờ chính bản thân mình, sợ thất bại. Nhiều người từng nếm trải nghịch cảnh trong đời lại không dám hành động để xoay chuyển tình thế bởi họ quá nản lòng và tuyệt vọng. Cảm xúc tiêu cực là lý do chủ chốt khiến người ta không hành động và khai thác tối đa tiềm năng của mình. Cảm xúc tiêu cực không chỉ khiến ta tê liệt, không làm được gì mà thậm chí còn có thể đưa đường dẫn lối ta đến những hành động sai lầm, hủy hoại thành công của chính mình. Khi giận dữ hoặc tuyệt vọng, chúng ta có thể thốt ra những lời không cố ý hoặc làm những việc khiến ta hối hận về sau. Nó có thể khiến ta gây tổn hại đến những người mình yêu thương, thậm chí phải trả giá trước pháp luật. Một số khác thì tìm quen trong ma túy hoặc rượu bia chỉ vì mong thoát khỏi những cảm xúc đau đớn này. Cảm xúc tiêu cực có vai trò tích cực riêng, nó là dấu hiệu để ta nhận ra những điều ta cần thay đổi. Vậy, nếu cuộc sống trở nên vô cùng nhẹ nhàng khi không có sự hiện diện của cảm xúc tiêu cực, tại sao nó lại xuất hiện? Bạn cần nhớ rằng những cảm xúc này không phải là một dạng bệnh dịch mà ta mắc phải từ bên ngoài, mà do chính bản thân chúng ta tạo ra từ trong tâm tưởng và cơ thể của mình. Cảm xúc tiêu cực là hoàn toàn tự phát. Tâm trạng thất vọng là dấu hiệu để chúng ta biết mình cần thay đổi chiến lược. Một cảm xúc tiêu cực thường gặp khác là thất vọng. Thất vọng là cảm xúc khi ta không đạt được kết quả mong muốn dù đã nỗ lực nhiều lần. Cha mẹ thất vọng khi thấy con cái không chịu làm bài tập về nhà dù đã suốt ngày đi theo nhắc nhở. Nhân viên bán hàng thất vọng khi khách hàng không chịu mua hàng dù đã cố gắng thuyết phục trong nhiều giờ liền. Vị phó phòng thất vọng vì cuối cùng không được thăng chức dù đã dốc hết sức mình. Đa số mọi người để cho tâm trạng thất vọng chiếm lĩnh đến nỗi giận dữ và từ bỏ. Đã bao giờ bạn chán nản thất vọng đến mức đầu hàng bỏ cuộc chưa? Nhiều người muốn tránh cảm giác thất vọng bằng cách bỏ qua những việc quá khó hoặc là rắc rối phiền hà. Tuy nhiên, bạn cần ý thức một điều rằng cảm giác thất vọng xuất hiện không phải để trừng phạt chúng ta. Thất vọng hiện diện nhằm truyền tải đến ta một thông điệp với mục đích tốt đẹp. Khi chúng ta cảm thấy thất vọng, nghĩa là ta phải thay đổi phương pháp, ta phải làm khác đi để gặt hái kết quả mong muốn. Đối diện với những cảm xúc tiêu cực, hành động ngay khi có tín hiệu và thay đổi trạng thái cảm xúc. Giờ đây hẳn bạn đã nhận ra những cảm xúc tiêu cực như sợ hãi, thất vọng, giận dữ và phiền muộn không phải hoàn toàn là xấu. Thật ra chúng có thể giúp bạn thành công hơn, chỉ cần bạn bắt chúng phục vụ mình thay vì khiến bạn tê liệt không dám hành động. Vậy thì khi cảm xúc tiêu cực xuất hiện, hãy lắng nghe thông điệp của nó và xử lý ngay. Khi bạn nhận được thông điệp đó, hãy thoát khỏi cảm xúc tiêu cực để không bị ám ảnh. Sau đây là 4 bước thực hiện. Bước 1. Tôn trọng cảm xúc. Bất cứ khi nào rơi vào trạng thái cảm xúc tiêu cực, hãy tự nhủ với lòng mình. Cảm xúc này mang lại lợi ích cho mình chứ không phải làm chủ mình. Tôn trọng cảm xúc bởi mục đích tích cực của nó là giúp bạn thành công. Điều quan trọng là bạn không cảm thấy tồi tệ về việc có những cảm xúc không mấy tích cực lắm này. Bước 2 là nghe thông điệp. Bước thứ 2 là xác định nội dung thông điệp mà cảm xúc này mang lại. Cảm xúc hiện diện để báo hiệu cho bạn cần thay đổi quan điểm và hành vi, chứ không nhằm mục đích trừng phạt bạn. Bước 3, thay đổi trạng thái cảm xúc. Một khi bạn đã hiểu đúng thông điệp, hãy thoát ra khỏi vòng xoáy tiêu cực của cảm xúc đó để không bao giờ cảm thấy tồi tệ về nó nữa. Một khi bạn đã hiểu đúng thông điệp, hãy thoát ra khỏi vòng xoáy tiêu cực của cảm xúc đó để không bao giờ cảm thấy tồi tệ về nó nữa, bởi trách nhiệm của nó đã xong. Luôn nhớ rằng chúng ta là người tạo ra cảm xúc của chính mình. Chúng ta hoàn toàn có khả năng thay đổi cảm xúc bất cứ khi nào ta muốn. Cảm xúc được xác định bởi suy nghĩ và trạng thái của cơ thể chúng ta. Để bước vào cảm xúc tích cực hơn, hãy hướng sự tập trung suy nghĩ của bạn vào chỗ khác. Nhắm mắt và tưởng tượng bạn đang hành động để đạt một kết quả mong muốn. Hình dung thành quả trong tâm trí một cách sống động bằng cách vẽ ra những hình ảnh cụ thể, rực rỡ và to lớn. Bạn càng mường tượng mình gặt hái được thành quả rõ nét bao nhiêu thì những cảm xúc tích cực càng trở nên mạnh mẽ bấy nhiêu. Bạn còn có thể thay đổi trạng thái cảm xúc của mình ngay lập tức bằng cách thay đổi trạng thái cơ thể. Nếu bạn cảm thấy nản lòng thối chí, hãy đứng thẳng dậy và ưỡn ngực ra. Vỗ tay thật kêu, hít một hơi thật sâu và hô thật to. Phải làm được!
Một khi bạn đã thay đổi tư thế, hơi thở, cử chỉ, nét mặt và cả giọng nói, thì dù bạn đang ủ rũ đến mức nào đi nữa, tâm trạng của bạn sẽ thay đổi theo. Bước 4. Hành động. Bước cuối cùng và cũng là bước quan trọng nhất, đó là hành động dựa trên thông điệp mà cảm xúc gửi gắm đến bạn. Nếu bạn cảm thấy sợ hãi, hãy đầu tư công sức vào việc chuẩn bị. Nếu bạn giận dữ, hãy tìm cách khắc phục vấn đề. Nếu bạn thấy mình tệ hại, hãy học hỏi những người đang làm tốt hơn và nâng những tiêu chuẩn cá nhân của bạn lên. Khi bạn bắt tay và thực hiện chỉ với những công cụ đơn giản và hiệu nghiệm này, bạn có thể yên tâm rằng cảm xúc sẽ tiếp tục phục tùng bạn, chứ bạn không bao giờ trở thành nô lệ của cảm xúc cả. Các bạn đang theo dõi series Chiến thắng cho chơi cuộc sống được thực hiện bởi Spin Nguyễn Studio. Hãy like và subscribe kênh YouTube này để nhận được những video tiếp theo. Và chia sẻ video này tới bạn bè và người thân để họ có được những thông tin hữu ích. Mình là Phương Smith và bây giờ xin chào tạm biệt.